chờ 80k chỉ còn 495k nữa, nửa ký bò ràng gác bếp. Đây em bảo xong thì bọn em đặt sàn Nghệ An. Đặt sàn Nghệ An. Đặt sàn Nghệ An. Vẫn như mình hay thường nói là lúc nhận hàng shipper giao ấy thì mọi người mở ra, nếu như mà đúng cái hộp này, đây logo này bò ràng Nghệ An, à bò ràng gác bếp đặc sản Nghệ An đây. À, TikTok đang bị lag. Chị ơi. TikTok đang bị lag. Biết được. Bị đơ ấy. À. Bị đơ. Tại sao mà hiểu lắm. Lindo bao giờ về Việt Nam à, Angola vậy? Hả? Lindo bao giờ về Angola vậy? Lindo ở đây luôn nha. Không về nữa. Không phải. Là một tháng nữa, một tháng là về. Về còn qua, về còn qua đây này. Trace match. No. Về có, về có qua đây chưa không? Không được. Chiều về thăm vợ 10 ngày đi tiếp, quay lại Việt Nam tiếp. Không được. Shipper không cho mở lễ à? Không. Shipper không cho mở thì cũng phải mở nha. Đây, cắp cắt lại giúp mình. Chị ơi, nhìn thầy. Cắp cắt lại giúp mình. Shipper cho mở nha. Quang Linh Food sẽ cho kiểm hàng. Quang Linh Food sẽ cho khách hàng kiểm hàng nha, chứ không có cái chuyện mà không cho kiểm hàng đâu nha mọi người ơi. Ô, TikTok không cho mở à? Không. TikTok không cho mở à? Mà bên mình vẫn cho mở mà. Không, bên mình vẫn cho mở và lúc mình mua TikTok thì mình vẫn mở bình thường mà mọi người. Cứ mở thôi. Cứ mở thôi. Cứ bóc ra mở thôi. Nếu như mà không đủ hàng của mình thì mọi người trả cho anh shipper tầm mấy chục tiền ship đấy. Là bảo là cái này không phải của Quang Linh Food chẳng hạn, ví dụ như thế. Sẽ là cái hộp như này ạ. Cái hộp như này nha mọi người ơi. Đúng cái hộp này thì mình nhận giúp hôm mình nay, nha. Hôm nay chị mở mở. Vâng nhân sức nhà. Không cho mở thì vẫn mở nha. Mở luôn. Vẫn mở nhá, bình thường mình vẫn mở, mở mà. Mở cả trong này luôn này. Đúng rồi, sợ cái này chị mở nó có thể nắp lại bình thường. Đúng rồi. Lúc ship thì bọn mình ship luôn cả cái hộp như này, chỉ có cái chồng chồng sóc thôi ở ngoài thôi, cho nên rạch một chút là nhìn thấy có cái logo này này, ví dụ như rạch một phát ở trên này có cái logo QR Food này này thì là của nhà Quang Linh Food, thì mọi người yên tâm lấy hàng nhận hàng giúp mình. À, đúng rồi, mình mở bình thường mà. Mọi người ơi, mua nhanh sắp hết voucher rồi nha mọi người ơi, sắp hết voucher 80k rồi. Em được mở mà, đúng rồi, chị vẫn mở bình thường mà. Có sao đâu, không sao đâu mọi người ơi. Mọi người cứ mở bình thường. Đây mình sắp xuống like rồi nha mọi người ơi. Ai mà muốn mua về cái giá còn 3 suất nữa, 3 suất. Ai mà muốn mua về cái giá 495k thì mọi người nhanh tay mua giúp mình nha. Ai cho vào giỏ hàng rồi mà chưa hoàn tất đơn hàng thì bây giờ hoàn tất đơn hàng giúp mình nha mọi người ơi. Mua kêu đa vùng trên thôi. 5 phút đừng nghỉ nhá, cho mọi người mua. Đúng rồi, mọi người mua nhanh không là hay à, không là bọn mình tắt like thì sẽ hết voucher gì phí. Tức là người ta sẽ không mua được về giá rẻ nữa mà lại mua được về giá đắt. À, để TikTok cho. TikTok cho. À. Anh TikTok cho. À. Thì có gì? Cho anh lên đồ. TikTok đã. Ừ. À. Mình không mất gì. TikTok are you ready to go to? Lẻ ơi check check yeah. Check đâu rồi ta? Tin nhắn à? Tin nhắn. Lone like. Ok ok anh ạ. À. Ok anh chị ạ. À. Để lát lát nữa em like xong em sẽ check nha. Ai mua bánh nhiều nhiều thì cứ liên hệ lên. À, ai mà mua bánh trung thu nhiều thì cứ liên hệ trực tiếp với mình hoặc là liên hệ trực tiếp vào bếp Quang Linh Food hoặc là Quang Linh Vlog. Quang Linh Store hoặc là năm sau vào có thể ra đơn thì là sẽ tác đối tác là doanh nghiệp thì sẽ liên hệ mình đóng cái logo vào trong cái đúng sản phẩm luôn. Đúng rồi. Năm nay bọn mình chưa có kinh nghiệm nhiều và thời gian chuẩn bị thì rất là gấp, đang thử nghiệm thôi, nhưng mà cực kỳ chất lượng, bánh thì cực kỳ chất lượng và số lượng thì ít thôi, chỉ có 2.000 set thôi nha mọi người ơi, bán cả mùa trung thu mà chỉ có 2.000 set thôi, số lượng rất là ít so với là lượng mua hàng bên nhà Quang Linh Food và bên nhà Quang Linh Store. Thì cho nên là những ai mà chưa mua hàng thì có thể nhắn tin trực tiếp cho, nếu như số lượng lớn thì nhắn tin trực tiếp cho mình, hoặc là số lượng ít thì có thể nhắn tin trực tiếp cho bếp Quang Linh Food và bếp Quang Linh Vlog. 1,8 triệu follow nha. Dồn mọi người. Dồn mọi người. Đúng rồi, mọi người ơi, chỉ còn 1 phút nữa. 1 phút cuối cùng mọi người ơi. Ai mà muốn mua bò ràng gác bếp đặc sản Nghệ An có voucher 80k thì mọi người nhanh tay. Không có thể mua được với ai? Với giá như này nữa. À. Hết cái like này thì mọi người sẽ không mua được với giá là 495k đâu nha, mà giá là 575k.
Mọi người nhanh tay mua giúp mình nhá. Ai mà chưa vào giỏ hàng rồi 60 giây. 60 giây thôi. Ai mà chưa vào giỏ hàng rồi thì có thể hoàn tất đơn hàng giúp mình nhá. Hết 1 phút này thì sẽ về với giá là 575k chứ không còn với giá là 495k nửa kỳ bò giang gác bếp nữa đâu nha mọi người ơi. Mình thấy rất là nhiều bạn đang bỏ vào giỏ hàng. 73 bạn bỏ giỏ hàng kìa. Mọi người có thể, Lindo là ai? Lindo là Lindo. Không cả tên dài luôn hả? Lindo là Arlindo Manuel Arlindo Chino Mari Muhati. Cái gì? Ôi dài đấy. Chậm thôi. Arlindo Chino Mari Muhati. Arlindo Chino Mari Muhati. Dạ, Muhati. Muhati. Dạ. Muhati cái tên mẫu. Hộ chiếu thì có. Hộ chiếu không có. Không có tư đấy. Có. Có mà. Cả giấy tờ có. Chỉ có mọi người ơi, nhanh tay đặt mua giúp mình nha. Hết cái phiên live này sẽ về giá 575k nha. Mọi người có thể nhìn thấy thớ thịt bò này cực kỳ xịn luôn nha. Nguyên cả con bò không. Cái bò giang gác bếp này chỉ làm được một số bộ phận của con bò thôi, chứ không phải là nguyên cả con bò là làm gác bếp luôn nha. Cho nên là cái giá đắt thì nó là điểm này đây này. Nhưng mà so với cái giá 495k được kỳ bò giang gác bếp đặc sản Nghệ An thì rất là rẻ so với thị trường nha mọi người ơi. Có vị gà quay không em? Gà quay thì là xét cuy à? Xét cuy à? Xét cuy à thì sẽ có vị thập cẩm là gì nhỉ? Thập cẩm răm bông gà quay à? Đúng rồi, răm bông gà quay nha mọi người ơi. Đây là cái lava mình vừa mới cắt ra nó chảy ra này. Ăn cắt ra mọi người xem được là cái nhân nó chảy ra này. Đâu đang còn bản mí. quên. À thịt chuột á. Thịt chuột ở Yên Thành. Ở Yên Thành Nghệ An cũng là đặc sản đấy. Chuột đông. Nhưng mà mình chưa ăn bao giờ mọi người ạ. Đâm cười Yên Thành họ giòn nhiều lắm. À mình chưa ăn bao giờ. Mẹ bao nhiêu phút nữa? Còn 20 phút nữa. 2 phút nữa mới gì? Đây, 20 phút nữa. Ủa, 20 phút nữa. Cảnh ăn đây này. 2 phút nữa. Cảnh ăn đây này. Cảnh ăn đây này. Ăn hết đi mọi người. Ăn hết đi. Cái này ăn không hết thì bỏ ngăn đông bảo quản giúp mình nha. Còn ngăn mát thì sẽ hỏng đấy nha mọi người ơi. Ngăn mát sẽ bị mốc. Bởi vì là không có chất bảo quản cho nên là rất dễ bị mốc. Cho nên mọi người bỏ ngăn đông cho mình nha. Siêu ngon. Siêu ngon luôn. Giá niêm yết bình thường là 675k. Giá bán trên live ngày hôm nay là 575k. Hôm nay còn 495k. Hôm nay sẽ có voucher 80k cho mọi người. Mọi người áp voucher 80k thì có giá là 495k nửa ký bò giang gác bếp đặc sản Nghệ An nha. Đặc sản Quê Choa. Đặc sản Quê Choa Nghệ An. 37. Bye bye. Nghệ An. Đặc sản Quê Choa. Không có thịt tí. Vui. Buồn hơn. Không có thịt thì vui. Ôi giời ơi. Buồn hơn. Không có rượu gì. Vui. À, không có rượu thì vui. Không có thịt tí. Dạ, buồn hơn. Ok. Không có thịt thì buồn nôn nha mọi người ơi. Đúng rồi. Đây nha, cái thớ thịt bò đây. Thịt bò có giấy vệ sinh an toàn thực phẩm đầy đủ và sẽ có phiếu bảo hành cho mọi người nha.